3SA. Mới cái dòng mặt gold 3 số 3 SG này dạo này rất là hiếm hàng, ít gặp. Mình săn mãi mới được một con này. Máy rất là đẹp. Ruột gan rất là long lanh. Cái này bụi thôi, chùi rồi nó sạch rồi. Dòng đầu từ Canon không có mòn mỏi gì nữa. Nó dùng cái motor direct driver quad lock nên là không có sai tóc. Tôi thui chả nhìn được thấy mẹ. Dòng Sony ghi băng rất là tốt bởi vì nó cái độ tĩnh âm thanh của nó nha, tĩnh nền đó, rất là cao. Chúng ta thử đi nha, lấy trước khi ghi chúng ta lấy cái bài ác calibration nó, với lại nó ghi băng nó không có kén băng, nó không có kén cái đầu khác, đầu đầu phát nó cũng không kén. Tít ghi băng mấy dòng tít ghi băng rất là hay nhưng mà cũng vài cái băng xấu thì nó hay kén hơn Sony. Chúng ta chọn lấy cái bias calibration bật qua tép nhé, lấy cái bias xuống. Ok, nó ít, rất là ít kén băng rồi. Nhả cái bias calibration này ra xong, nếu mà chúng ta ghi nhạc trước 75 á là chúng ta bật cái xuống về lo, còn sau 75 chúng ta bật 2, còn ở nốt 1 là được normal nốt man này. Không, đây bật 2, chúng ta ghi một bản nhạc acoustic đi cho nó thay đổi khẩu vị âm thanh. Nó phải chùi chùi ra là sạch bon kiếm chip. Năm lên 18 khi vừa biết yêu, ghi từ mức 0 đến cộng 2 dB trở lại thôi, đừng có vượt quá. Mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều. Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ, ai đứng trong ai ven hồ, của nước trong như ngày xưa. Tôi xa Hà Nội năm em 16, xuân tròn đắm say, đôi tay ngọc ngà dương gian tình ái em đong thật đầy. Bạn lòng ơi, sống ca vui bên nàng, nay khóc tư duyên lìa tàn. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, ân ái trao nàng mấy câu. Tháng lòng ơi, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngậm đắng nuốt cay nhiều rồi, hồ gươm xưa vẫn chưa phai mờ. Mấy ba từ vừa ghi vừa phát luôn rồi, nhưng mà bật lại và anh em nào xài hai từ cũng quen.
ta bỏ lên con tiếp phát thôi, cách âm thế nào. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu bao nhiêu. Nó rất là hay, vì tốt lắm, vì Sony thì những bàn là đẹp, yêu đương thành khói tan theo mây chiều. Hà Nội ơi, nào biết ra sao? Nào ca trình diễn thế nào? Chúng ta chọn chế độ chrome nhé, tua lại chút đi. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết ít. Tốt. Biết yêu bao nhiêu mộng đẹp, yêu đương thành khói tan theo mây. Ok, xin cảm ơn. Chơi bản nhạc ngoại thức cho vui coi. À, bằng máy sắp điện mất tiêu rồi. Em đông thật đầy. Ô, không phải. À đúng rồi, em đang nhạc Việt. Nhạc ngoại điện mới biết. That way too. Cảm ơn, tốt.